Vâng, xin chào toàn thể anh em Mauryo đã đến với Phạm Thức Auto ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em có nhận được một đơn của một anh. Anh ấy ở Vĩnh Phúc. Thì bác ấy đã chốt hạ con 5 ly đờ non 890D. Đấy. Thì trong video ngày hôm nay em xin phép được quay đến cho anh cách cắm để làm sao giải mã âm ly đờ non 890D sang thiết bị quay và quay ngược lại âm ly. Thì đây, rất đơn giản thôi nhá. Thì trước tiên là đây này, các bác để ý, ở bên mé này là bên mé Digital này, thì nó có cổng Digital Oppo Core 1 này, 2 này, CD này, và hai cái này là DAT. Đấy, thì cái dòng DAT này thì nó sử dụng một jack code đằng sau. Còn chủ yếu là mình không dùng cái đấy, mà mình sử dụng đến hai cái jack. Đó, hai cái cổng, đó là cổng Oppo Lincoln 1 và Oppo Lincoln 2. Đó là hai cổng mà dùng jack chuyển đổi qua, mà trên TV và anh em mình hay chơi nhạc mạng nó dùng đến, thì nó chính là cái jack này. Đây, nó chính là cái jack quang này. Em sẽ tặng bác một cái dây quang này nhá. Thì đây, trong con âm ly này nó có hai cổng. Đây, Oppo Lincoln 1 và 2 ở đằng sau này này. Cũng như đây là cổng CD và cổng BS và cổng DAT, thì nó đều sử dụng, đây là cổng đồng trục một lõi. Thực sự ra nó là một trong số những cái đầu đĩa ấy, thì nó mới có cái cổng cốt này. Hoặc mấy con âm mấy con TV tàu, mấy con TV mà của Trung Quốc sản xuất, nó cũng có cái jack DAT này này anh em nhé. Thì cái này thì thôi bỏ qua, bởi vì anh em mình không sử dụng đến. Thì trong video ngày hôm nay thì em xin nói đến cái chuyện là mình cắm từ TV đây vào 890D, rồi sau đó lấy tín hiệu ra ngược lại. Thì rất đơn giản là như này, anh em mình chỉ cắm cái này vô đây này. Đấy, bình thường là bây giờ là chưa dùng quay, là em đang đánh thẳng này, đánh thẳng từ cái này ra luôn, thì rất đơn giản. Anh em mình chỉ cần quay cái này này vào cái DAT này, Digital này, cái cổng Digital này. Cái jack này bây giờ mình cắm vào cổng Oppo Lincoln 1 thì mình xoay vào 1. Cắm vào cổng Oppo Lincoln 2 thì mình xoay vào Oppo Lincoln 2. Thì sau khi mà cắm vào thì là cái dòng tín hiệu bên này này, chỉ số tín hiệu bên này này, nó sẽ báo là 32, 48 hoặc 48. Đấy, thì cái này là chỉ số của cường độ mạnh yếu của jack quang. Đấy, thì jack quang yếu hay mạnh, tín hiệu mạnh, tín hiệu lao lướt hay tín hiệu gì mạnh thì hay không thì nó phụ thuộc, nó nằm ở đây. Thì như cái này thì nó ra được bản lao lướt này, TV này ra đời mới, ra 48, mà chỉ số của nó là 48, là mức cao nhất của con âm ly này. Và con âm ly này hoàn toàn có thể giải mã được dòng TV 8K đời mới bây giờ, không phải lo lắng gì cả. Ba tép đây thì không nói đến rồi, những cái nút này là những cái nút tính năng, lao lướt thì phải ấn vào. Xúc bích thì mở ra, bởi vì nếu ấn vào thì âm ly sẽ rất nóng. Đấy, cái xúc bích này là cắt giải tần 15Hz trở xuống, thì tai người không nghe thấy đâu, anh em đừng ấn vào làm gì, nhả nó ra. Multi một tịt anh em ấn vào thì cũng không nhìn không, nó sẽ nhỏ tiếng. Thì tốt nhất là anh em mình đấy thì phải nhả nó ra. Cái thứ hai nữa là dòng âm ly đờ non 890D này thì các cái nút này của nó này, đấy, thì theo thời gian rồi thì lâu không dùng nó cũng bụi bẩn. Thì anh em khi ấn vào, thường thường nhiều anh em khi mua về ấn vào chỉ có ấn nhẹ nhàng này xong bỏ ra, thì lắm lúc là nó hơi sột soạt một chút. Thì như con này thì bây giờ em đang cạo chỉnh là ok rồi, nhưng mà khi anh em không ấy thì ấn vào như này, xong để ngón tay lệch một chân nhả thì nó bật ra một cách mạnh mẽ, thì nó sẽ dứt khoát điểm, thì là nó sẽ không bị mo ve. Đấy, không bị sột soạt. Đấy, anh em lưu ý nhá. Thì cả cái nút này cũng thế này, nút này rất nguy hiểm này. Nút này là nút ấn vào thì sẽ cắt, bát tép này không có tác dụng. Đấy, thì mình phải thường thường mở lên để nút bát tép có tác dụng. Đấy. Và ba lăng có tác dụng. Đấy, đấy là nói sơ qua một số tính năng. Còn bây giờ quay lại về cái việc cắm, thì cái việc đầu tiên mình cắm vào cổng nào thì mình xoay vào ốp vào cổng đấy, một hoặc cổng 2 thì nó sẽ hiện lên. Nếu như có tín hiệu từ TV xuống mà vào được âm ly thì nó sẽ hiện lên cái đèn xanh, bắt chắc chắn nó sẽ hiện đèn xanh. 032 thì 44 hoặc 48. Còn nếu như nó không hiện lên đèn xanh thì một là do cổng chuyển đổi quang của con âm ly này bị lỗi, hai là do đường truyền quang từ TV xuống là đường truyền bị hỏng. Nôm na là bây giờ quay lại thì đơn giản là anh em mình cắm cổng nào thì anh em mình xoay cái nút này vào cổng đó, được chưa? Khi mà nó có thì nó sẽ hiện tín đèn xanh ở đây. Sau khi hiện đèn xanh ở đây rồi thì muốn nghe trực tiếp thì anh em mình xoay về cổng Digital thì nó sẽ đánh trực tiếp ra đây luôn. Rồi, còn bây giờ mà mình muốn cho thiết bị đó xuống
xuống quai hoặc xuống vang. Thì anh em mình làm như này. Thì việc đầu tiên anh em mình có chuẩn bị sẵn hai sợi dây AV. Hai sợi dây AV bình thường. Thì anh em nhìn này. Sợi dây AV đầu tiên thì nó chính là cái cổng rec này. Cái cổng rec 1 và cổng rec 2 này là chính là cái cổng mà từ cái chuyển đổi quang này nó sẽ đi ra đây. Nó sẽ ra đây. Đây, khi mình cắm vào đây một phát là đầu đĩa nó đã nhận tín hiệu rồi đấy. Nhưng với một điều kiện là anh em phải nhìn này. Nó có một cái nút đằng trước này. Cái nút chỗ này này, nút này có chữ rec này, rec ớt này, có nghĩa là cho thâu từ cổng rec ra. Thì anh em mình phải gạt về chữ digitan. Đây này, digitan này. Thì nó mới ra. Còn đây anh em nhìn nhá. Đấy, tắt là mất này. Mất. Nhưng mà khi quay về digitan này, nó lên luôn. Thấy chưa? Đấy. Đấy, lên luôn. Đấy. Và anh em sử dụng thêm một cái dây nữa, là dây nữa cắm từ quai lên, quai ngược lên, thì anh em mình cắm vào cổng nào cũng được nhá. CD thì xoay về nút CD. Tuner thì cắm vào tuner. Đây bây giờ em cắm vào CD nhá. Cắm vào CD này. Thì đây. Về đây mình quay vào CD. Đấy, thì nó qua đây rồi. Đấy. Anh em hình dung ra nó chạy đường vòng chưa? Nó không chạy trực tiếp từ đây sang đây nữa, mà nó sẽ chạy qua cái này, rồi xuống cái này, rồi mới quay lại lên. Thì mình cắm vào CD thì nó ra CD. Còn mình cắm vào tuner nhá. Đây, tuner đây này. Em quay vào tuner. Em sẽ cắm vào tuner cho anh em xem. Kêu luôn. Đúng không ạ? Rất đơn giản. Đấy. Sau đó quay thì mình chỉnh bình thường. Chỉnh lại bình thường. Đấy. Mình quay chỉnh quay thì nó lại nhập lên đây. Rồi, rất đơn giản là như thế thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của Mọi Thức Audio. Kính chào quý vị các bạn.